Thưa quý vị, trong thế giới ô tô thì ngoài thiết kế cửa truyền thống, đa số những hãng siêu xe thích những sự khác biệt. Vì bản chất của siêu xe đã là sự vượt trội so với những khái niệm thông thường, cả về tính năng vận hành cho đến hình thức. Và trong phóng sự sau đây, Phương Uyên sẽ giới thiệu đến quý vị những kiểu mở cửa xe độc đáo nhất trên thế giới. Phần lớn trên các mẫu xe ô tô hiện nay đều sử dụng kiểu cửa mở hắt ra ngoài. Tuy nhiên, để tạo ấn tượng và dấu ấn riêng, một số hãng xe đã chế tạo ra những mẫu thiết kế phá cách như cửa cắt kéo, cửa cánh kim cho đến cửa trượt. Hãy cùng trong thế giới xe tìm hiểu về từng loại thiết kế mở cửa xe và các mẫu xe làm nên tên tuổi của chúng. Đầu những năm 1950, các kỹ sư của Mercedes-Benz tung ra thiết kế hoàn toàn mới cho cửa xe với hình dáng giống hệt một chú chim mông biển đang tung cánh. Cửa cánh chim là biểu tượng nổi tiếng của dòng Mercedes-Benz 300 LS. Đến nay, mẫu xe SLS AMG vẫn được mang thiết kế cửa cánh chim này. Không chỉ có mẫu xe của Mercedes-Benz, thiết kế này còn được áp dụng trên các mẫu xe huyền thoại như chiếc Dolerine DMC 12 khi góp mặt trong phim kinh điển Back to the Future, hay AutoZam AZ1 của Nhật và chiếc xe thể thao nhỏ gọn Melkus RS 1000, cho đến những mẫu siêu xe như Pagani Huayra và Tesla Model X. Nhắc đến cửa cắt kéo, mọi người sẽ nghĩ ngay đến những mẫu xe Lamborghini. Hầu hết các dòng siêu xe của Lamborghini đều sử dụng cửa cắt kéo, ngoại trừ mẫu Huracan. Khác với những loại cửa khác mở ra theo chiều ngang, cửa cắt kéo đóng và mở theo chiều dọc. Đây là thiết kế đẹp một cách kỳ lạ, không chỉ góp phần mang lại cái nhìn lôi cuốn mà còn rất hữu ích, an toàn với cả các phương tiện phía sau khi cửa xe bất ngờ mở ra. Cửa cắt kéo tốn nhiều chi phí để sản xuất, cũng như đòi hỏi chiều cao của bãi xe khi xe sử dụng cửa cắt kéo vươn vai. Ngoài Lamborghini, Renault Twizy cũng được trang bị kiểu cửa cắt kéo này. Cửa cánh bướm cũng là loại cửa dọc có bản lề cố định phía trước giúp đưa cánh mở rộng ra bên ngoài, rồi mới nhấc toàn bộ cánh lên trên. Người dùng sẽ phải chấp nhận những hạn chế khi dùng cửa cánh bướm, như do thiết kế cửa dài nên cửa cánh bướm đòi hỏi không gian và góc rộng để mở cửa. Cửa cánh bướm lớn hơn các cửa khác nên cũng nặng hơn và khó điều khiển hơn. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của cửa cánh bướm rất lớn đến từ các hãng xe. Dễ nhận thấy nhất là ở mẫu McLaren F1, McLaren 720S hay nhiều siêu xe khác như BMW i8, LaFerrari và Mercedes AMG Project One. Mẫu siêu xe điện Volkswagen XL1 cũng mang thiết kế này nhưng chỉ sản xuất với số lượng hạn chế. Suicide Doors, cửa tự sát, là cái tên dành cho một kiểu cửa độc đáo trong công nghệ chế tạo cửa xe. Trong đó, bản lề của cửa ở hàng ghế thứ hai gắn ở phía sau, thay vì phía trước như cửa xe thông thường. Điều đó đồng nghĩa là hai cánh cửa trên cùng một bên sẽ mở theo hai hướng ngược nhau. Mặc dù nguy hiểm nhưng không thể phủ nhận sức hấp dẫn mạnh mẽ của loại cửa xe này. Nó tạo vẻ đặc biệt cho chiếc xe. Thiết kế này gắn liền với các mẫu xe của Rolls-Royce, Mazda RX-8 hay BMW i3. Cửa trượt thường được trang bị trên xe tải nhỏ và xe buýt mini, giúp hành khách dễ dàng bước vào xe và giảm nguy cơ và vào những chiếc xe khác trong bãi đậu. Tuy nhiên, đó chỉ là loại cửa trượt tiêu chuẩn. Làng xe hơi đã từng ghi nhận nhiều biến thể của loại cửa này. Thú vị nhất là chiếc xe thể thao BMW Z1 năm 1990. Siêu xe này đã sử dụng kiểu thiết kế cửa được trượt thẳng xuống bệ cửa, trông cứ như xe không có cửa hoàn toàn. Giống như Lamborghini, Koenigsegg cũng thiết kế kiểu cửa mở ngược lên phía trên nhưng theo một phong cách hoàn toàn khác. Thương hiệu xe hơi Thụy Điển sử dụng một hệ thống dẫn động nhị diện độc đáo, cho phép cửa xe có thể tách khỏi thân xe, sau đó xoay theo trục chính để hướng lên trên. Ban đầu, Koenigsegg ứng dụng mẫu cửa này trên chiếc CCAS tiêu chuẩn, sau đó hãng siêu xe Thụy Điển quyết định nhân rộng với thiết kế này trên mẫu Agera và mới nhất là siêu xe hybrid Regera.